Đình Bắc tập buổi đầu cùng câu lạc bộ Hà Nội ở sân phụ Mỹ Đình chiều ngày 11 tháng 3. Chàng tiền đạo 19 tuổi liên tục nở nụ cười và bắt nhịp tốt với giáo án của huấn luyện viên Daiki Kiwamasa. Đặc biệt ở bài đá ma, Đình Bắc liên tục thể hiện tố chất kỹ thuật. Anh khiến đồng đội phải thay nhau đuổi bóng. Theo thỏa thuận, câu lạc bộ Hà Nội mượn Đình Bắc 1 năm rưỡi, kèm điều khoản mua đứt sau đó nếu anh chơi tốt. Trong màu áo mới, Bắc sẽ đeo áo số 28. Đình Bắc được xem là phương án đầu tư cho tương lai của câu lạc bộ Hà Nội. Sắp tới anh sẽ phải cạnh tranh với nhiều cầu thủ tấn công chất lượng của đội bóng thủ đô như Văn Quyết, Tuấn Hải hay ngoại binh Denison Pereira. Ngoài ra, đội bóng áo tím còn nhiều cầu thủ trẻ như Văn Trường, Văn Tùng, Hai Long. Đình Bắc là sao trẻ nổi bật của bóng đá Việt Nam từ khoảng 2 năm qua. Ở câu lạc bộ Quảng Nam, Bắc nhiều lần vi phạm kỷ luật nên bị huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn giáng xuống đội trẻ tập và mới cho trở lại đội 1 từ vòng 12 V-League 2023-2024. Ở đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup lần này, Đình Bắc là một trong 7 cầu thủ Hà Nội được gọi.